今年日本へ行きますか? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? Hai, Vâng, tôi sẽ đi Nhật Bản. 今年日本へ行きますか? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? Không, tôi không đi. Hằng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? vâng tôi đến hàng ngày hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không không tôi không đến tuần sau bạn sẽ về quê phải không vâng tôi sẽ về 来週, Tuần sau bạn sẽ về quê phải không? いいえ, không, tôi không về. 明日, ngày mai bạn sẽ đi đâu? 明日, ngày mai tôi sẽ đi siêu thị. 明日, ngày mai bạn sẽ đi đâu?

Bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy? バスで来ます。Tôi đi bằng xe buýt. <Nhane> Bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy? タクシーで来ます。Tôi đi bằng taxi. Bạn đến trung tâm bằng gì vậy? Arruydeきます. Tôi đi bộ đến. なんでセンターへ行きますかバンデンチュンタムバンズィバイバイクできます。トイデンバンセマイ。んでふるさとへ帰りますかバンベクエバンズィバイ。バスで帰ります。トイベバンセビッド。何でふるさとへ帰りますかバですンベクエバンズィバイ。飛行機で帰ります。 バンバイバイ。誰と図書館へ行きますか đi đến với ai vậy? 友達と行きます。Tôi đi với bạn. 誰と図書館へ行きますかバンディデンテュービデンウィアイバ一人で行きます。トイディーモトミン。誰と教室へ行きますか Bạn đến phòng học với ai vậy? 友達ときます. Tôi đến với bạn. 誰と教室へきますか? Bạn đến phòng học với ai vậy? 1人できます. Tôi đến một mình. Bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? 8 giờ 10 phút. đi công ty Tôi đi đến công ty lúc 8 giờ 10 phút. Bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? 7時45分に行きます. Tôi đi lúc 7 giờ 45 phút. Bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? 7時半に行きます. Tôi đến lúc 7 giờ rưỡi. Bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? Tôi đến lúc 8 giờ sáng. Bạn về phòng lúc mấy giờ? Tôi về lúc 10 giờ tối. Bạn về phòng lúc mấy giờ? tuổi về lúc 9 giờ tối 誕生日はいつですか? sinh nhật của bạn là khi nào 1994年11月4日です là ngày mùng 4 tháng 11 năm 1994誕生日はいつですか? sinh nhật của bạn là khi nào 1987年4月2日です。 là ngày mùng 2 tháng 4 năm 1987. 今年日本へ行く? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? Hai, Nihon e ikimasu. Vâng, tôi sẽ đi Nhật Bản. Kotoshi Nihon e iku? Năm nay bạn sẽ đi Nhật phải không? Iie, ikimasen. Không, tôi không đi. Mai nichi senta e kuru? Hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? Hai, <laughs> mai Vâng, tôi đến hàng ngày. Mai <laughs> Hàng ngày bạn đều đi đến trung tâm phải không? Ie <laughs> Không, tôi không đến. e <laughs> Tuần sau bạn sẽ về quê phải không? Hai, <laughs> vâng tôi sẽ về ]来週ふるさとへ帰る. tuần sau bạn sẽ về quê phải không <laughs> không tôi không về <laughs> ngày mai bạn sẽ đi đâu <laughs> ngày mai tôi sẽ đi siêu thị <laughs> ngày mai bạn sẽ đi đâu マセン。とりこも行きませんでいどうか。スーパーへバイクでいくバンディデンスウティーバンセマイフェコン。E、y, はい、バイクでいきます。ヴァン、とりバンセマイ。スーパーへバイクでいくバンディデンスウティーバンセマイフェコン。いえ、バスでいきます。ほん、とりバンセビッド。 ふるさとへバスで帰る? Bạn về quê bằng xe buýt phải không? Hai, bus Vâng, tôi về bằng xe buýt. bus ふるさとへバスで帰る? Bạn về quê bằng xe buýt phải không? いいえ, không, tôi về bằng xe máy. Nande departo Bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy? tôi đi bằng xe buýt なんでデパート行く? bạn đi đến bách hóa tổng hợp bằng gì vậy taxi để tôi đi bằng taxi bạn đến trung tâm bằng gì vậy tôi đi bộ đến bạn đến trung tâm bằng gì vậy. Bike để ký Tôi đến bằng xe máy. Nandê vừa sợ tay cairu. Bạn về quê bằng gì vậy. Bass để cairi Tôi về bằng xe buýt. Nandê vừa sợ tay cairu. Bạn về quê bằng gì vậy. Chi câu kỳ để cairi mos. Tôi về bằng máy bay. bay.

Tôi đến với bạn. Đại tổ kiểu sức khử? Bạn đến phòng học với ai vậy? Hítori de kimasu. Tôi đến một mình. Năn di ni kaisa iku? Bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? Hatchi ji jippun ni kaisa ikimasu. Tôi đi đến công ty lúc 8 giờ 10 phút. Năn di ni kaisa iku? Bạn đi đến công ty lúc mấy giờ? 7 giờ 45 phút. Tôi đi lúc 7 giờ 45 phút. Nán gì đến trung tâm Bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? 7 giờ 30 phút. Tôi đến lúc 7 giờ rưỡi. Nán gì đến trung tâm lúc mấy giờ? Bạn đến trung tâm lúc mấy giờ? 8 8 giờ 30 Tôi đến lúc 8 giờ sáng. 部屋に何時に帰る? Bạn về phòng lúc mấy giờ? Tôi về lúc 10 giờ tối. 部屋に何時に帰る? Bạn về phòng lúc mấy giờ? Tôi về lúc 9 giờ tối. 誕生日いつ? Sinh nhật của bạn là khi nào? 1994年11月4日です là ngày mùng 4 tháng 11 năm 1994ắn choýứ sinh nhật của bạn là khi nào87年4月 2 là ngày mùng 2 tháng 4 năm 1987